quý vị và các bạn, nằm trong các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu 1912-2022, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tổ chức hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh giai đoạn 2022-2025. Nhân dịp này, đoàn công tác của tỉnh Sơn La do đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã đến thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có các đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Nguyễn Hữu Đông và đoàn công tác đã đến thăm mô hình sản xuất cây giống ở xã Tân Châu, huyện Quế Châu, mô hình chăn nuôi gà tại hợp tác xã chăn nuôi Nguyễn Gia, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, mô hình sản xuất dưa lưới tại hợp tác xã sản xuất cung ứng rau quả và cây dược liệu An Tịnh Phát, xã Tống Chân, huyện Phù Cử. Đây là những mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu cho hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên đã giới thiệu với đoàn về hiệu quả kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ của các trang trại, hợp tác xã, đồng thời giới thiệu những cơ chế chính sách của tỉnh Hưng Yên trong việc hỗ trợ đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Tại các mô hình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Nguyễn Hữu Đông đánh giá cao quy mô, hiệu quả của các mô hình và yêu cầu các sở ngành và địa phương của tỉnh Sơn La căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, phối hợp với các sở ngành, chủ các mô hình sản xuất trên địa bàn tỉnh để nghiên cứu tính khả thi của các mô hình, từ đó triển khai thực hiện mô hình trên địa bàn tỉnh Sơn La.